Thấy hình thù nó sao anh Dũng? Nó bộ thường cống nước đó. Nó nằm ngay chỗ này luôn, tôi đứng được việc cái bụi thanh long đó, nó ngay chỗ này luôn. Ngay chỗ này là cái đầu tôi mới điện cho em tôi mà tôi đâu có dám rớt đó. Dạ. Thấy là đó là con cá nước tôi sợ mà. Ngược qua đó rồi. Nhưng mà anh dần dần thấy rồi. Cửa tạo gì cửa chắc gì nó. Mà thấy thảm sầu quá à. Góc giữa đây là nó chui góc giữa nó lọt rồi. Mới đi đám ma qua về thấy thảm sầu quá à. Chào cả nhà mình nha. Hồi nãy hư cái xã gì quên rồi anh Dũng. À, xã Tân Bình Thạnh. Bữa nay nhóm mình đi xã Tân Bình Thạnh. Này là chỗ này là ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh. Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hướng ngoài đây là hướng Tầm Vu, nó giáp với Tầm Vu luôn rồi. Tại vì hôm kia mình có nhận được thông tin của anh Dũng, anh nói là anh phát hiện nửa thân con rắn nó bò, rồi anh nhờ tụi mình lên đây để tầm kiếm nó. Mà ảnh xin giấu mặt cho nên mình không có quay mặt ảnh. Ảnh hô cốt cán không sợ cốt cán nó phát hiện ra nợ nần gì đó ai biết đâu. Thấy đâu như đây hả? Này anh tả mình thấy đâu đây nè. Này anh nói anh phát hiện đâu cái mương, cái dũng độn này nè. Thấy hình thù nó sao anh Dũng? Nó bộ thường cống nước đó. Nó nằm ngay chỗ này luôn, tôi đứng được việc cái bụi thanh long đó, nó ngay chỗ này luôn. Ngay chỗ này là cái đầu tôi mới điện cho em tôi mà tôi đâu có dám rớt đó. Dạ. Thấy là đó là con cá nước tôi sợ mà. Đó hẳn nó rút vô cái gốc này, nó lột da gốc này nè, tôi mới ôm gốc của tôi dụng vậy đó. Còn đặt lọt nó hay vậy nè. Thì có thằng em nó đặt chuột chứ không phải là đặt. Nó đặt chuột. Rồi nó màu gì? Thấy nó màu gì? Nó sọc ngang rồi. Mà nó thấy có nó, thấy nó có không, rồi. Không trắng mà nó cũng không đen nữa. Ừ. Đúng rồi, tại vì nó bóng không? Bóng. Nó nằm ngay đây, nó nằm đưa nguyên luôn. Tôi đứng ngay đó đến đây nè, tôi nghe làm con nhái làm ché ché, tôi quay qua tôi thấy ổng. Rồi tôi điện vô mấy con nhái hả? Rồi nó rút con nhái. Nhái chắc rắn nhỏ nước quá. Nước gì? Tại nó nằm ngoài nó đưa nguyên cái bình nửa thước vậy nè, sọc ngang chùm bá luôn. Chứ rắn bự đâu, rắn bự mà ăn nhái ta, nó ăn cốc, ăn ếch chứ. Không biết nó cắn cái con gì, nó nghe quay qua là con đó im ru luôn, chứ không có nhích luôn. Gặp nó không rời, tôi gặp nó 3 lần rồi đó. Nó có sọc ngang tròn vậy phải không? Sọc ngang, sọc bự lắm, sọc bởi nó chung nhỏ ở đây chút. Cái sọc nó màu gì? Sọc nó màu, nó nhìn thấy trắng tươi à. Trắng, sọc màu trắng. Ừ, vậy là ở chân hổ heo á. Trắng tươi à. Ủa, hổ giờ anh sọc màu trắng không anh Giang? Hổ giờ anh sọc đâu phải màu trắng, màu đen mà. Đúng rồi, ở trong đây thấp, một là thấp, hai là cái đống này quá dữ. Không có ở trên giữa, nó toàn là nước với ấy không à. Còn nó cặp cặp mé này thôi. Trong đó nó là nước cho nên anh nghĩ là con rắn nó không nằm trong đó. Giờ anh Giang anh sẽ đi tìm vòng vòng. Đi lân cận vòng vòng đây thôi. Ngoài đây có nó có cái gò. Cái gò này của nhà luôn hả anh Dũng? Đào bới gì có sao không? Đào bình thường,
thả lại rồi chị thôi. Dạ. Đó, đó. Có giống. Đó. Trời thấy được rồi, đấy quá ứng quá. Hôm ra đủ gặp cái hoài tôi sợ tôi ra. Tại vì mấy u hổm á, tôi bỏ hoang nè, bỏ hoang cỏ lên khúc vậy nè. Chiều cũng khoảng 4 5 giờ cho tôi ra. Con bò cái xác. Thôi tôi bỏ tôi đi vô luôn rồi xong cái đâu cắt cũng cái tình tôi gặp cái nữa rồi cái hồi qua kia mới gặp nó ra nó nhảy mương á. Này mình ra giường ra ban đêm ra ra ban ngày á, còn ban đêm mình đi có thanh long tối đi đi đốt đèn thắp điện rồi nè. Dạ. Đây khi ban đêm thanh long rồi làm ban đêm không à? Sợ. Khi mấy đứa cháu rồi nó đi ra đi vô nó qua lại. Dạ. Đúng người ta ta sợ ma, người ta phải nghe chuyện ma nữa. Dạ. Có cái nhà nhà đó, cái nhà của chà, ngon mà. Sẽ không rủ thanh sầm đi anh Giang. Rồi đây. Chờ. Ngon à. Trời ơi. Trời. Một cái hang có dấu. Dấu đẹp. Cực kỳ luôn. Mà đi vô chút xíu bị cùng hang rồi. Anh Giang không có duyên với hậu dệnh nè. Anh có duyên với hậu sáp thôi. Nó còn đi nữa đó anh Giang. Rồi. Con gì ăn ốc bu vàng mà bỏ đóng đóng luôn ta. Mình bẹp quá ha. Hay chuột. Nhiều khi người ta vớt lên ta bỏ này không chừng nữa. Cái ốc bu vàng này mấy mươi thanh long thiếu gì. Bên trong nó ngon đẹp.
Vô giờ chút nữa. Vừa xịt thuốc mà vừa nghe nhạc nữa. Hầu như mấy người đi làm thanh long rồi xịt thuốc rồi thấy vậy á, bật cái máy nhạc nghe nhạc bỏ túi. Đó, xe cây kìa, xe trở lại đó, nhắc con trở lúc đầu rồi coi. Chị Tâm đâu, ở hướng nào? À, Tâm nó bắt con dạnh bả anh Giang. Ngưng chờ em chút nghe nè. Hả, bắt được chưa? À, ngưng lên Giang, chờ em chút anh Giang. Đang đi thẳng xuống nè. Đâu nó đâu ta? Tâm nó đây nè. Hả? Tao nó mới chia ra nó đi gò. Gò dưới. Bắt được rắn rồi. Nó điện nó kêu mình chạy xuống. À thấy rồi, thấy Tâm rồi. Hồi giờ nó đi ăn xa lắm. Đúng rồi, thấy nó gặp nó quay luôn á. Quá vậy nè em. Nó dài dữ lắm. Bự không Tâm? Trời. Vô gò mã hả? Làm đó rồi. Nào. Nó đang nghe. Chết qua đi, đứng nó sao thấy. Ở dây điện này có điện không ta? Không. Rồi rút đi Tâm ơi. Không nằm ơi. À thấy. Này hơi nữa. Không có này không? Dạ. Dạ. Rắn riêng chứ. Thì ở đây có bao nhiêu không? Mình phải nhắm cái môi ra để thấy nè. Nửa ký. Nửa ký. Hơn nửa ký 600 gram. Phải con nó không anh Dũng? Trời, con này không phải rồi. Cái không phải con, hả? Con kia sọc cắn. Con mà em thấy là sọc cắn, con này sọc đen mà. Vậy hả? Ừ. Con kia nó cũng bự hơn con này chứ tí à. Con này sọc đen. Cái này sọc đen. Ừ, còn cái sọc cắn. Có nghĩa là nó sọc giống vậy không? Sọc đen mà nó cắn. Nó cắn như màu vậy nè, đúng là màu với cái lưng vậy nè. Nó không phải trắng tươi mà nó chừng vàng vậy đó. Yeah. Ừ. Là cái con mà mới gặp, nó mới gặp này ba bữa rồi. Vậy coi chừng cũng hô dện mà loại khác hả Tâm hả? Nó màu khác chứ không phải loại khác. Rồi, cũng được rồi, giờ trở lên chỗ anh Giang. Tâm coi vậy chứ nó hay lắm. Lủi lủi đi nó kiếm được. Nó kiếm được liền à. Rồi hang này ùi rồi hả?
600 gram ạ. Cỡ hổ ngựa hôm qua. Ổn rồi. Trời. Vậy là anh Giang không có duyên với hổ dạnh rồi. Vậy Thanh Sàm với Tâm mới có duyên hổ dạnh thôi. Còn anh Giang là phải đại ca rắn độc. Trong cái buồng ở trong này anh gặp thế nào cũng... Tâm mới bắt được con hổ dạnh chỗ này. Mình không có quay kỹ tại vì anh Giang anh đau à. Anh đang đào cái hang bên kia cho nên mình tranh thủ mình chạy qua. Thì cái con hổ dạnh này là cái con rắn không độc. Nó đặc tính nó đi ăn ban ngày. Dạ hổ dạnh. Dạ hổ dạnh. Dạ con nãy nè chứ gì gì. Ê con này bự hơn chút. Bây giờ anh Giang đón con này nhiêu là em biết con hồi nãy hay không liền hả? Cái con mà lọt ở bên góc vườn nha, nó là bự gấp đôi con này á. Dữ dằn lắm. Mà da y chang vậy phải không? Y vậy đó, mà da nó vậy, cuôn có cái lưng da nó bản bự nó bự. Con này chừng 7 lạng vậy. Rồi vậy nó hồi nãy nè. Con nãy Tâm bắt rồi. Con này là cái gì này, lớp da hổ dạnh. Đây, dạy vuông. Thì hôm kia mình nghe anh Dũng gọi rồi mô tả theo cái lớp da thì mình cũng đoán mờ mờ được là con rắn hổ dạnh. Nhưng mà vì anh Dũng anh không có biết rắn, anh sợ nữa. Anh sợ con rắn. Thì mấy đứa cháu trong vòng nhà nữa anh lo. Cho nên nhóm tụi mình quyết định lên bắt giùm. Nhưng mà vẫn biết là rắn không độc. Thì con rắn này là rắn không độc. Nó đi ăn ban ngày, thức ăn là chuột, ếch, nhái. Không độc. Nó thấy mình là nó chạy à, nó nhanh lắm, bò chạy nhanh lắm. Chỗ này là cái đám thanh long của anh Dũng nè. Người ta đang kéo điện sông đèn. Cái này là sông đèn, nó có tác dụng thanh long sẽ ra được những cái trái vụ. Đây, bên đây người ta sông này nè. Nó ra được một cái luống trái vụ. Có nghĩa là vụ này thanh long không có trái. Thì người ta ép nó bằng cách là người ta sông đèn, nó sẽ ra nụ, ra bông, đậu trái. Trái vụ, trái vụ nó bán có giá hơn trái mùa. Trái mùa là trái tự nhiên, tới mùa nó trổ bông, ra trái. Ở điểm này giúp mình giúp được anh Dũng bắt được con hổ dạnh. Này trên đường về mình xử lý nó. Hổ dạnh này chắc 600 gram. Không hơn 600 gram. Cái đó chứ gì. Con này bắt con này nhỏ. Con nó khò nè, con này nó cũng khò nữa nè. Khò. Đó, nó khò nè. Khò. Nó rắn gì? Dạnh. Hổ heo. Đây kêu heo. Trời ơi, chứ không phải đắng nước hả? Đâu bự đâu, đắng nước. Đực. Này nó mê hết lắm. Cóc. Đây đang cóc. Đực. Khu nào có con này là ếch thôi, không còn. Răng từ mới răng đực mới lớn mập từ ghê không? Này răng đực ở rờ trên đây nó cộm nè. Cái lưng nó cứng không? Nó cộm cái chỉ lưng đó. Sọc nè, cái chỉ lưng nè. Ờ, chỉ lưng nó nổi nè. Nè, anh đây. Thôi, thấy ghê quá. Con này 700 gram ạ. À. Nãy đó 600 nữa nè. 700. Con rắn mà có cái mỏng đỏ là con rắn gì? Chưa, tụi con chưa thấy con rắn đó. Trời đất ơi, tôi trên mạng đó, nó trên mạng mới có chứ tụi con chưa thấy bao giờ á. Trời ơi, thấy rồi, con rắn nó có cái mỏng đỏ nó ghét nó ghê lắm. Cô hỏi rắn mỏng đỏ rắn gì? Mình chưa thấy sao biết. Con này nấu cháo đậu xanh ngon lắm đấy. Hồi quá. Hồi. Nó mới lột da nè. Con này mới lột nè, da nãy á. Lúc à. Sao le lưỡi luôn rồi. Giờ trước mắt này tụi mình rời điểm. Chưa biết có ghé đâu hay không. Hả, có ghé thì tiếp tục video, còn không thì mình chào tạm biệt cả nhà mình nha. Nhưng mà về xử lý này cái. Ừ, thì chuyện đó là đương nhiên rồi. Đây.
em để bà nó trước. Đầu tiên nhóm đi bắt được con hổ giờ anh. Mới đầu tiên là tụi mình đi chợ gạo xã Phan Thanh Bình hay gì quên là Thanh Bình bắt được con hổ giận 700 gram vì mần ra thấy nó mập quá chắc có thể 800 gram lận quấn chết gà thì nó mới đang mần thì nó quấn chết con gà, cái đuôi nó quất chết con gà nè. Con gà nó mới té ra đùm trứng con 20 trứng luôn mày gà lại té ra trứng vịt trứng vịt lộn luôn mấy con gà quản hồn mình đặng 20. Bữa nói chơi chứ bữa nay tụi mình ăn tết tây, nay ăn hơi muộn hai tây tại vì hôm qua mình đi có cuộc hẹn đi tới 3 điểm, bữa nay thì có một điểm thôi cho nên tranh thủ chạy về sớm làm cái tiệc nhỏ nhỏ ăn tết tây, thì có anh Phương tham gia với đứa em Phương tốc độ. Cái này là món gà với rắn nấu ớt hiểm. Ê, bỏ lá cà ri vô luôn hả? Cà ri tại chỗ. Lát rồi nhớ nhớ nha. Chỗ này cái chuồng cùi kỳ đà nha. Nó có ị bậy xuống đây rồi hốt. Rồi nó khiếm như cả trời. Còn đóng rồi cái trời thì trụng. Trứng vịt thì bỏ vô luôn. Trứng vịt lộn. Ăn đậm bạc cả nhà ơi, mời cả nhà mình nha. Ăn cái này biết là chết. Chúc mừng năm mới cả nhà ơi. Ăn kiểu này chết anh Vương. Biết là chết á. Kiểu nào chết anh Vương. Chết chứ mà chết thèm á. Đây vô khui khui. Nhân dịp năm mới chúc mừng sức khỏe hết cả nhà luôn nha. Cảm ơn cả nhà ủng hộ anh em mình mấy năm nay. Cảm ơn cả nhà ủng hộ cho nhóm tụi mình hết hơn một năm chứ, một năm mấy rồi, một năm 4-5 tháng gì rồi. Lấy được một cái nút bạc, chuẩn bị lấy thêm cái nút bạc thứ hai. Mình không có chút tiền bạc gì đâu, mình chút sức khỏe thôi. Có sức khỏe là có tất cả. Rồi anh Giang đâu rồi? Sức khỏe được à? Đúng rồi. Mời cả nhà hết nha. Vô cả nhà mình ơi. Qua đã cả nhà mình ơi. Ờ, dạ mời. Thà người đừng hứa luôn nha. Anh Hào, anh Trung ơi. Anh Phương nay đi đánh trận của mình, anh Hào, anh Trung ơi. Thả vô. À. Hiền đó con. Hiền nào ba? Hiền năm hiền. Ông có coi điện thoại đâu coi. Thử coi, mời, xin mời cả nhà. Nhớ đánh giá đánh cuốc gì nha cả nhà ơi. Mềm quá hả? Ngon hả? Mềm, ngon. Tại vì nhờ anh Phương tốc độ, anh đi không có tốc độ cho nên nó rắn nó mềm. Thì bởi nãy giờ nằm chờ thiêu muốn buồn ngủ luôn á. Đợi cả trời phải không? Ngon quá. Thật hả? Mày tính quân văn vậy? Cái trứng gì? Cái gì không nha? Dính không? Dính này. Đây là trứng nè. Không ạ. Đứng gì của anh? Anh nghĩ bậy anh ráng chịu chứ nói gì. Đứng đây lên rồi. Nói vậy á. Anh bậy gì cười vậy? Cửi gì anh chịu? Cô đó là thịt nóng lận thịt luôn. Không. Vô. Chắc là ăn thịt lõn gì nữa mới mọc như Yo. Bố bắt ngắn không có lấy cái ngón nó đè bắt nha, nó trước rồi đó.